virus SARS-CoV-2, quả mít, trái tim. Đó là những cách hiểu khác nhau dành cho tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Văn An. Một tác phẩm mà người xem có thể tương tác tại triển lãm. Ở đây quy tụ nhiều tác phẩm của các họa sĩ thế hệ 7X, 8X với những chất liệu độc đáo. Trật tự tưởng tượng của họa sĩ Triệu Minh Hải được tạo nên từ những nét bút bi trên toan, vũ điệu nhà thờ đá Sapa, tác phẩm sơn trên nắp capo ô tô hay đám mây được tạo ra từ chất liệu thép. Đặc điểm chung của những tác phẩm của thế hệ 7X, 8X đó là lớp ý nghĩa phía sau mỗi tác phẩm. Khắc họa một cái hình ảnh mà tôi lấy từ một cái tác phẩm điêu khắc nổi tiếng là The Thinker, người suy tưởng. Trong cái khuôn hình của người đấy thì hoa hồng vẫn đang nở, trời vẫn xanh, nhưng phía ngoài thì hoa héo. Tôi nói về cái cuộc chiến chống dịch Covid mà nhân loại đang phải đối mặt. Sở dĩ các tác phẩm của ba thế hệ được tổ chức thành hai buổi triển lãm để người xem có thể cảm nhận rõ nét về sự khác biệt của màu sắc hội họa. Lê Anh là một họa sĩ trẻ của thế hệ 9X cũng có góc nhìn riêng về sự khác biệt hội họa qua các thế hệ. Những đề tài rất là quen thuộc về chân dung, phong cảnh, tôi thường đưa những tông màu vào tranh theo những cái cảm hứng. 8X của chúng tôi thì nó vẫn phụ thuộc. Thì cái câu chuyện của chúng tôi nói đến đời sống xã hội nhiều hơn. Nhưng mà các bạn 9X thì các bạn chủ động hơn trong việc tìm kiếm những thứ mới. 80 tác phẩm ở hai buổi triển lãm là sự kết nối giữa ba thế hệ đã và đang trưởng thành trong câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Dù cho phong cách, chất liệu thể hiện có khác nhau, nhưng họ vẫn là những thư ký cẩn mẫn của thời đại.